Chào cô chú anh chị đã trở lại với kênh của Linh nha. Trưa nay Linh sẽ làm cái món thịt kho nước dừa. Cái nồi nước Linh thắng cái nước màu, Linh bỏ nước dừa vô với ít nước lọc đó. Linh nấu sôi rồi Linh mới bỏ thịt vô Linh kho. Còn thịt này thì Linh cũng ướp sẵn rồi nè. Ướp đường, bột ngọt, muối với hạt nêm, hành tím, tỏi, ớt. Linh bỏ vô Linh kho. Bữa nay Linh kho không có trứng. Linh kho nước dừa. Rồi Linh để cho sôi từ từ cho nó sắc nó thấm miếng thịt. Linh hái rau muống, Linh lặt lá, Linh làm rau muống bóp sỏi chấm thịt kho ăn. Rau muống này Linh hái rồi Linh lặt lá ra nè, cái Linh bóp muối cho nó dập dập như vậy nè. Trộn cho nó thấm cho nó mau ăn á. Bây giờ Linh sẽ trộn cái nước tắc với đường. Linh trộn tắc với đường, tắc trộn nó thơm hơn, nó thơm nên Linh trộn tắc. Có giấm hay chanh gì trộn cũng được, Linh bỏ vô. Sử dụng đâu mười mấy trái tắc đó, với ít đường, trộn chua chua ngọt ngọt á, nè chấm với thịt kho ăn ngon. Rồi Linh để đây cho nó thấm một chút đi, Linh quay qua cái nồi thịt kho. Cái nồi thịt kho Linh kho riu riu nãy giờ hơn 1 tiếng rồi đó, cục cũng đã mềm rồi nè. Cái này phải có trứng bỏ vô nữa nó ngon. Sáng Linh không có đi chợ nên không có mua trứng. Rồi Linh sẽ tắt lửa dọn cơm ăn. Cô chú anh chị ơi, cơm Linh cũng làm xong rồi. Bây giờ Linh mời cô chú anh chị cùng ăn cơm trưa với Linh nha. Linh làm thịt kho nước dừa, rau muống bóp sỏi chấm thịt kho nước dừa. Đây là cái chén nước thịt kho Linh múc ra để Linh chấm cái rau này nè. Linh mời cô chú anh chị ăn cơm trưa cùng với Linh nha. Ăn cái rau muống bóp sỏi chứ chấm thịt kho ăn ngon. Thịt cũng mềm nè. Linh bới một chén cơm đầy luôn. Thịt Linh kho cũng lâu rồi. Linh sáng Linh không có đi chợ nên không có mua trứng. Thịt này Linh mua cái anh bán ngang nhà. Thịt nó cũng mềm ngon á. Linh kho Linh cứ bỏ hành tím vô nó thơm.
Sao luôn. Trắng nữa chết mà. Ra hết mắt luôn. Ớt chỉ thiên nè, mình để trong tủ lạnh đó, nó khô rồi ăn nó không cay đâu, mà còn tươi hái vô ăn nó cay. Mỡ mỡ gì cũng ngon. Trắng là lên mua cục cục rồi. Rồi trước đó, nó cũng không có mỡ nhiều. Cái hầm muốn bắp sỏi nè, mình bớt rồi mình bỏ vô cái hộp gì, bỏ vô tủ lạnh qua đi mất, ăn nó ngon lắm, nó thấm nó giòn nó ngon. Bỏ này lên bớt ăn liền luôn. Bữa nay à, mùng 6 rồi đó cô chú anh chị. Tôi quay là cái đường táo. Đường táo là thấy xôn xao đó. Thank you.
ngon quá, không ăn được hết dĩa rau muống. Vậy là Linh chia sẻ cái bữa cơm trưa đến đây cũng xin khép lại. Xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã xem và ủng hộ video của Linh nha. Xin chào và tạm biệt, hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.